Đâu phải đơn giản mà làm giám đốc công an. Nằm chó điên. Xin chào. Hello anh em, lại là một kỳ dài mệt mỏi. Mới ngủ dậy, bây giờ tôi đang rửa mặt tắm ráp cạo râu rồi cái kiểu. Xong tôi sẽ cho anh em biết là một ngày ở nhà của Tâm Cho Điền như thế nào. Ok, let's go. Đi tắm thôi. Skin care thôi. Cà râu thôi. Sấy tóc thôi. Đẹp trai thôi. Giặt đồ thôi. Dọn rác thôi. Ok, bình thường anh em nói là muốn xem phòng stream. Phòng stream này nghe nó ghê thôi chứ thực ra này là phòng ngủ. Rồi để máy thôi à. Ok, nhưng mà hôm nay tôi sẽ cho anh em xem. Hồi giờ tí. Nè. Ông trai mà, hồi giờ tí sao đâu. Đó, thì đây. Đây là phòng stream. Đây là tủ đồ, quần áo. Đó là cái giường ngủ. Được chưa? Còn đây là chỗ ngồi stream hàng ngày. Đó, chỗ bình thường mà ngồi cho anh em coi chơi đó.
Má cái gimbal này khó xài quá. Thì ở trên đó tôi có cái Akai nè. Có cái... cái này là gì ta? Sao kẹt. Rồi, có cái hộp quạt cũ của thuốc lá hút rồi. Hai màn hình, phím cái kiểu. Còn đây là máy tính. Đó, vậy thôi. Đó, thì đây là cái máy tính của tôi nè. Dây nhợ thì hơi lằng nhằng, tại vì cơ bản là không có biết không biết đi dây. Với lại anh em thấy cái tản nhiệt không? Tôi không biết gắn đèn vô cho cái tản nhiệt nó lên đèn, cho nên nhìn nó không có được đẹp cho lắm. Đó, quay gần cho anh em xem. Đây. Đó, đây là bộ máy tính bình thường tôi stream. À, giải thích luôn cho anh em nào đã thắc mắc ha. Nãy có gói thuốc đúng không? Nhưng mà thì ra là không có thuốc gì hết á. Hồi nãy dọn dẹp nhưng mà không có thấy, nó để dục thôi. Lo lắm rồi, bỏ thuốc rồi, thiệt, hứa luôn. Vậy thôi. Còn đây là ở ngoài nhà nè. Thấy mấy cái tầng hầm vậy đó. Thì đó, được nói là sẽ đi lên. Đi lên trên cái tầng trệt xong đi ra ngoài. Còn đây tôi ở dưới tầng hầm. Hiểu chưa? Rồi thì xung quanh thì nó chỉ có vậy thôi. Đây là bộ máy tính cũ của tôi, nhưng mà bây giờ tôi cho thằng bạn tôi rồi. Còn này là hội cứu trợ cứu đói, mì gói các kiểu. Bên đây thì có mẹ cái này quay, hay là kho giày. Hồi trước nhiều lắm mà giờ bớt rồi. Đó, này hai nè, hai đôi giày đi làm, hai giày mang trong nhà hàng, đôi dép Lào Việt Nam, giày dép cái kiểu phi la phi lũng đó. Rồi, cái này là toilet nãy nè. Vậy thôi, hết rồi. Rồi, thì sau khi tắm rửa ở đáy thì giặt giũ cái kiểu, bây giờ quay trở lại với công việc chính hàng ngày. Giờ thì cũng đã là mấy giờ rồi? 8 giờ sáng rồi. Là 9 giờ Việt Nam rồi, chuẩn bị on stream để chơi với anh em. Ok. Stream nhá. Nhớ coi, nhớ like, nhớ sub. Để còn tăng nữa, tương tác các kiểu như chưa? Không thôi là giận, biết chưa? A few moments later. Hello anh em nha. Sau khi dọn nhà xong thì bây giờ tôi đi cắt tóc về. Mới vừa nhận được cuộc điện thoại của ông anh rể. Ông rủ ở nhà ông nhậu, thì bây giờ tôi sẽ đi qua nhà ông để làm đồ ăn nhậu. Rồi tôi sẽ ăn nhậu món gì hay tôi sẽ làm món gì có trời mà biết. Bây giờ tôi sẽ đi qua đó để xem có cái gì để làm, có gì để ăn. Sẵn đây tôi sẽ chỉ cho anh em cái cách nấu đồ ăn mà mấy món nhậu của anh em tôi hay nhậu luôn. Vậy nha. Ok. Để tôi gặp anh em sau. Peace out. A few minutes later. Ok anh em. Trước khi đi qua nhà ông anh rể nhậu thì tôi ghé về nhà để tôi làm một công việc rất là quan trọng. Đó chính là trả lời những câu hỏi mà anh em đã hỏi cho tôi ở trên Facebook. Ở đây thì mấy bạn mod ở trên group đã lựa ra cho tôi khoảng, để coi 11 câu hỏi. Thì tôi sẽ trả lời 11 câu hỏi này trong cái vlog này luôn. Thì trước hết để nói qua sơ một lúc là có nhiều anh em khuyên tôi là nên làm vlog về cái này về cái kia. Làm vlog về nấu ăn đi, làm vlog về trả lời Q&A đi, làm vlog cuộc sống ở Mỹ đi, rồi phòng stream thế nào, nhà cửa ra sao. Thì tôi sẽ tổng hợp hết tất cả những cái đó vào trong cái vlog này luôn. Ok, thì sau đây sẽ là 10 trả lời cho 11 câu hỏi. Và tôi sẽ nói thật sự về với 11. Coi như là trải lòng, đây là những trải lòng của tôi. Có thể đúng với một bạn nào đó, cũng có thể sai với một bạn nào đó, nhưng đó là những cái trải lòng của tôi và những gì tôi thành thật nhất. Tôi muốn trả lời cho anh em nghe về những câu hỏi của anh em đã hỏi tôi. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu với câu hỏi đầu tiên là của bạn tên Facebook là Thành Lộc. Anh có định làm thêm bài hát nào nữa không ạ? Về câu hỏi này thì nếu như là cover thì chắc chắn là sẽ có. Và nếu như bài hát mà do bản thân tôi viết cũng chắc chắn là sẽ có luôn. Nhưng mà bài hát do bản thân tôi viết thì nó hơi lâu một tí, tại vì tôi không biết làm nhạc. Thì tôi sẽ viết một bài hát khá là lâu. Và với lại nữa là những bài hát của tôi viết dạo gần đây ấy, có nghĩa là nó theo một cái khuôn, nó khá là giống nhau quá. Cho nên là tôi đang tìm cách nào để thoát ra khỏi cái khuôn đó, để viết được một cái bài hát nó mới hơn một chút.
Và tôi đang dự định là sẽ tìm một người hát những bài hát của tôi, chứ tôi không muốn hát những bài hát đó nữa. Rồi, câu hỏi thứ hai là câu hỏi của bạn Facebook tên là Sảm Nguyễn. Sảm Nguyễn, tên bạn này hơi khó chịu, ít gì nha. Xong em hỏi Sảm Nguyễn: có thể cố làm đa dạng các game không, chứ em thấy GTA nhiều quá nó ngấy. Có chứ, đó là những gì mà tôi mong muốn luôn. Tôi muốn là stream đủ thứ loại game cho anh em coi, tất cả những loại game trên cuộc đời này luôn. Nhưng mà vấn đề nó nằm ở chỗ là nếu như tôi stream game khác thì cái view của tôi nó tuột, mà phải nói là nó tuột không có điểm dừng luôn, tuột không phanh luôn. Cho nên là đó là lý do tại sao tôi stick lại với lại cái game GTA này. Một phần nữa là tôi xuất thân từ game GTA, mọi người biết tôi từ game GTA, cho nên là dính với game này tới bây giờ luôn, không thoát nổi. Câu hỏi thứ ba là của bạn Facebook tên là Phát Thành: dự định của anh sau khi về Việt Nam là gì? Anh có gắn bó với nghề streamer lâu dài không? Thì trước mắt anh không thể nói cho mọi người biết dự định của anh về Việt Nam là gì. Anh có thể nói sơ qua là anh sẽ về Việt Nam và kiếm một cái gì đó để kinh doanh, để kiếm tiền nuôi sống bản thân ngày qua ngày. Và có gắn bó với nghề stream, nghề stream lâu dài hay không? Thì thật sự ra là tôi rất là muốn gắn bó với nghề stream lâu dài. Nhưng mà mọi người biết đó, làm streamer thì nếu như tự phát như tôi đây nè, thì phải cố gắng gấp nhiều lần những bạn streamer mà có đã trong một cái group hay là một cái công ty nào đó. Cho nên là nếu mà trong tương lai, nếu mà tôi có cơ hội để kết hợp với lại một cái group hay một cái công ty nào đó, thì chắc là tôi sẽ đầu quân cho công ty đó. Nhưng mà vấn đề là mình phải làm sao cho bản thân mình tốt lên, để người ta thấy mình tốt thì người ta mới kêu gọi mình về công ty người ta, đúng không? Cho nên là cần lắm là cần sự... Ui, cái gimbal què này, alo, mỏi méo xẹo luôn rồi, nghe này coi. Rồi, rất là cần lắm những cái sự giúp đỡ của anh em. Rồi, tiếp theo chúng ta sẽ đến với câu hỏi thứ tư, là câu hỏi của bạn Huỳnh Công Đạt trên Facebook. Anh nghĩ sao về một thằng 18 tuổi chưa trải sự đời mà đi xuất khẩu lao động, không có một cái nghề nào? Cái việc này hả? Thực sự ra, đối với bản thân của Tâm nha, trong cuộc sống này, nếu như mà mình có một cơ hội để làm một cái việc gì đó mà mình chưa từng bao giờ làm qua và mình nghĩ là mình sẽ muốn làm cái việc đó, thì cứ làm đi. Right? Còn trẻ mà. Nhiều khi bạn đi xuất khẩu lao động như vậy, bạn sẽ tìm được cho bản thân mình một cái nghề mà mình thích thì sao? Đúng không? Đâu ai biết được. Giống như Tâm đi ở Mỹ, rồi đút đầu vô nhà hàng làm, rồi tới bây giờ mình cảm thấy mình yêu, mình thích cái nghề nhà hàng luôn. Mình cảm thấy mình rất là thích, mình làm những cái việc liên quan về ngành dịch vụ. Ai biết được. Cho nên là nếu mà có một cơ hội gì đó thì cứ cố gắng mà làm. Câu hỏi thứ 5 là của bạn Võ Chí Hiếu: khi nào anh về Việt Nam, và nếu về Việt Nam thì cứ gặp AB không ạ? Tâm không biết là khi nào Tâm sẽ về Việt Nam được hết. Tại vì tình hình dịch bây giờ bên này nó rất là căng thẳng và nó không có mở cửa cho mình đi về Việt Nam. Và nếu như thực sự mà để về được Việt Nam á, thì tất nhiên là rất là muốn rồi. Rất là muốn gặp anh ba để... thứ nhất là cảm ơn anh ba vì những ngày tháng bắt đầu stream anh ba đã ủng hộ rất là nhiều. Và cũng nhờ anh ba mà Tâm có được một phần lớn cái lượng viewer ngày hôm nay. Cho nên là nếu mà có cơ hội để về Việt Nam mà gặp anh ba, rồi có những cái nhậu nhẹt gì đó, hay là massage mát sủng. Nhưng mà chắc chắn nếu mà có cơ hội thì sẽ gặp anh ba để nói với anh ba một lời cảm ơn. Câu hỏi thứ 6 là của bạn Hoàng Nguyễn: anh nghĩ sao về việc học đại học mà chuyển sang học nghề vậy ạ? Ok, cái này có nhiều bạn cũng thắc mắc, nhưng mà Tâm không biết nói sao. Có nghĩa là mỗi một người họ sẽ có một cái suy nghĩ riêng. Giống như bản thân của Tâm này, Tâm nghĩ là không nhất thiết các bạn phải học xong đại học thì các bạn mới kiếm được một cái nghề. Nhưng mà nó lại nằm ở chỗ là nếu như các bạn có được cái bằng đại học, nếu như các bạn ở Việt Nam nha, các bạn có được một cái bằng đại học, thì các bạn sẽ dễ dàng để bắt đầu một cái công việc nào đó hơn là những bạn không có những bằng đại học. Và nếu như những bạn không tiếp tục học đại học mà các bạn có một cái nguồn
gọi là sao ta, hỗ trợ tốt từ gia đình hay là thế này thế kia, các bạn có tiền các bạn có thể làm kinh doanh thế này thế kia thì đâu nhất thiết là các bạn phải đi học đại học đâu. Nhưng mà có những cái công việc nó cần nhất thiết các bạn phải có được cái tấm bằng đại học thì mình nên suy nghĩ về cái quyết định tương lai của mình đi theo hướng nào thì mình tiếp tục theo hướng đó thôi. Anh kể về kỷ niệm ngày xưa anh từng fit chung với Bin được không? Câu hỏi của bạn Nhân Hồ. Ngày xưa fit chung với Bin thì đó là một cái gọi là cái cơ hội bất ngờ. Ngày xưa khi anh Bin viết cái bài Hoa Hồng Dại, anh viết được cái bản demo thì anh mới up lên Facebook. Anh nói là đại khái là mở một cái cuộc thi, không phải như cuộc thi nữa mà mở một cái cuộc cover vậy đó, ai cover tốt thì anh cho fit chung với anh bài đó. Thì vô tình anh thấy cái đó của một người bạn gửi qua cho anh, xong rồi anh cover, anh lấy cái beat về anh cover. Thì vô tình cái clip anh cover nó được cái lượng view khá là ổn và mọi người cũng khuyên là anh Bin nên làm với anh. Thì sau đó thì anh với anh Bin có được hợp tác với nhau và thêm một anh nữa đó là trong cái bài Hoa Hồng Dại, mọi người sẽ nghe thấy hai giọng trầm là của anh, giọng cao là của cái anh kia, và anh Bin rap. Câu hỏi tiếp theo là của bạn Huy Trần. Cuộc sống ở Mỹ thế nào ạ? 22 tuổi qua Mỹ học lại đại học có gọi là muộn không anh? Cuộc sống ở Mỹ tao không biết nói như thế nào ta. Thật sự ra để mà sống một cuộc sống ở Mỹ này rất là đáng sống mọi người. Thực sự rất là đáng sống luôn. Mọi thứ đều tốt, cuộc sống tốt, con người đi ra ngoài mình giao tiếp với con người, họ rất là lịch sự, họ rất là cởi mở. Và mình học được nhiều thứ mà bảo đảm là mọi người tiếp tục ở Việt Nam mọi người sẽ không học những cái được những cái cách cư xử đó. 22 tuổi qua đây đi học lại thì không bao giờ là muộn cả. Nếu như các bạn muốn đi học thì tại vì mình có một ông anh, ông qua đây là ông 30 mấy tuổi rồi, ông vẫn tiếp tục đi học đại học. Và bây giờ ông vẫn đang học luôn, mặc dù ông đã gần 40 rồi ông vẫn còn đang học. Nên là không có gì là muộn hết, nếu muốn thì mình làm thôi. Câu hỏi số 9 là của bạn Thanh Vũ. Anh Tâm ơi, anh có cảm thấy khó khăn khi mình đang ở giữa tâm dịch không? Việc làm YouTube có trở ngại gì với anh không? Có. Nó khó rất là nhiều luôn, tại vì tôi muốn làm rất là nhiều thứ cho anh em coi luôn. Tôi muốn đưa anh em đi thăm thú cái tiểu bang của tôi nó có gì, tại vì tiểu bang của tôi được mệnh danh là tiểu bang cao nhất nước Mỹ. Từ cái mặt nước biển tính lên cái mặt đường. Cái mặt đường đi nha, từ cái mặt nước biển tính lên cái mặt đường đi là nó 1,6 cây số, độ cao 1,6 cây số. Và ở đây thì không khí khí hậu nó rất là khô, cho nên là thường á mà vô những cái mùi khô á, sáng ngủ dậy khi mà mình hỉ mũi á, nói thì hơi dơ tí nhưng mà sáng ngủ dậy khi mà mình hỉ mũi á, nó sẽ chảy, nó sẽ có máu rất là nhiều. Thì bây giờ nó đóng cửa hết rồi, nó đâu có cho đi đâu đâu, stay home order. Thì đâu làm sao làm được mấy cái đó cho anh em coi, mặc dù tôi rất là muốn, tôi đang suy nghĩ ra rất là nhiều cái để làm cho anh em nhưng mà không thể nào làm được vì dịch. Câu hỏi thứ 10, dự định trong tương lai của anh là gì? Thì câu hỏi này nó giống như cũng giống ấy. Dự định trong tương lai của anh là anh sẽ tiếp tục cái công việc stream này, rồi tiếp tục đi làm, tiếp tục kiếm tiền và chờ đợi tới cái lúc nào đó nó ổn rồi thì anh nghĩ là anh sẽ về Việt Nam. Anh nghĩ là anh sẽ về Việt Nam để làm một cái gì đó cho bản thân của mình. Tại vì anh nghĩ là không biết sao nhưng mà cuộc sống ở Mỹ này nó không có phù hợp cho anh nữa. Sau này anh có dự định về Việt Nam stream không? Có. Nếu như tôi về Việt Nam tôi sẽ vẫn tiếp tục làm stream. Stream về game, stream về vlog, nấu ăn, hay là dẫn anh em đi chỗ này chỗ kia thăm thú, đi du lịch, các kiểu. Và quan trọng nhất là vẫn cần tất cả anh em ở đây ủng hộ tôi thôi. Thì đó là hầu hết câu hỏi 11 câu hỏi của mấy anh em đã hỏi tôi trên Facebook. Thì cảm ơn mấy anh em rất nhiều đã đặt ra những câu hỏi cho tôi. Và tôi nhắc lại một lần nữa, đây là những cảm xúc cũng như suy nghĩ của tôi. Tôi trả lời thành thật với anh em, không giấu giếm bất cứ gì hết. Còn bây giờ thì đi nhậu. Đi nhậu anh em ơi. Chạy qua ông anh nhậu, không biết là nấu món gì ăn. Đi nhậu, đi nhậu. Yo, what's up anh em? Anh em mới đi cắt tóc về. Rồi cỏ tóc tai. Ngon lành cành đào, đẹp trai. Rồi bây giờ đi qua nhà ông anh. Làm đồ ăn, nhậu nhẹt tí xong lát tối về stream cho anh em coi tiếp. Bây giờ thì tụi mình ăn gì thì coi nha. Ok anh em, thì đây là nhà ông anh mình. Nay qua đi qua này nhưng mà quên cầm thấy cái gimbal nên là quay nó sẽ bị giật tí.
Đó thì nhà cửa nó chỉ có vậy thôi anh em à. Rất là bình thường. Đây là sân sau. Đó, chỗ cho con nít ở chơi, chỗ nhỏ cháu. Nhà này thì tôi cũng không cho anh em coi gì nhiều, giống cho anh em coi toilet thôi. Đi nha. Đây, đây là toilet. Tôi dám cá luôn là nó bự hơn cái phòng của anh em đang ngủ bây giờ luôn. Tại vì sao tôi dám cá vậy? Tại vì đồ nó còn bự hơn cái phòng của tôi đang ngủ bây giờ nữa mà. Cực kỳ to, phòng tắm đây à, ải đĩa từ bên kia, nặng nhẹ từ bên đó. Còn phòng kia để đồ. Đó, hai bên. Vậy muốn bên nào thì bên. Rồi thì tối nay ăn nhậu thì cũng không có gì nhiều. Có một miếng cá hồi. Lát nữa chắc là cái đoạn phần này. Đoạn này nè sẽ lấy ra để ăn sống. Còn lại khúc này thì sẽ làm ướp lên rồi nướng. Ăn nhậu. Uống nửa chai, một chai gì đó. Cho xỉn xong về livestream cho anh em coi tiếp. Ok chưa? Ok anh em. Bây giờ tới giờ làm salmon. Cái gì tao quên nè. Cá hồi. Đó. Cá hồi. Để lộn anh tôi. Chào các bạn khán giả các anh em. Dạ chào. Ok, chơi nha. Ok anh em cắt cá hồi anh em nhớ là phải cắt theo cái sớ thịt của nó, thì cái sớ của nó anh em sẽ cắt ngang như vậy. Hiểu chưa? Cắt ngang như vậy nha. Mà con cá hồi nào mà nó có nhiều cái vân mỡ này nè là nó càng ngon. Lấy con cắn như nó béo lắm. Giờ thì trước mắt thì chúng ta phải lọc da nó trước đã. Ok, chơi nha. Trời, muốn nghe gì nghe chứ. Nhẹ nhàng thì bằng kiều. Dữ dội thì mình nghe không có thiếu. Thôi em ghét mình không khỏe. Làm tưởng rồi, làm tưởng ngon á. Mát làm dao. Ờ, nhạc hoa là đẹp.
Ok anh em, thì hồi nãy ướp xong rồi bây giờ mình đem ra đây mình nướng con cá này lên. Thì cá này hồi nãy tôi ướp với lại tỏi nè, tiêu, nước mắm với lại mật ong. Thì cái ông cho khoảng tùy anh em muốn ăn nhiều tỏi hay ít tỏi, nhưng mà tôi thì tôi ăn nhiều tỏi cho nó thơm. Đó. Rồi tiêu, một ít tiêu. Rồi khoảng một muỗng cà phê mật ong với lại muối cá nó bự cỡ này thì anh em cho khoảng 3 tới 4 muỗng nước mắm thì tùy anh em ăn mặn lẹ như thế nào. Rồi bên này là thuốc sức đít nè anh em. Anh em biết thuốc sức đít không? Ở bên Việt Nam mình hay giỡn nhau thuốc sức đít á. Đây, thuốc sức đít nè, xúc xích đít. Còn này là miếng da hồi nãy tôi lọc con cá kia ra nè. Giờ đem ra đây nướng. Trời ơi, nghe cái tiếng xèo xèo nó đã, tôi thề anh em luôn, lát mà anh em mà ăn. Cái này là mỡ cá nè anh em thấy không? Mỡ cá nó rất là tốt nha anh em. Mỡ cá nó có omega 3 thì rất là tốt cho mắt. Cho nên anh em cố gắng ăn nhiều cá vô. Mặc dù khuyên anh em như vậy thôi, nhưng mà tôi là đéo thích ăn cá, được chưa? Tôi chỉ ăn những cá nào mà không tanh, giống như cá hồi nè, nó không có tanh. Hoặc là mấy con cá mắc tiền á thì nó không có tanh đâu anh em ạ. Ok vậy nha. Đó. Ôi ôi, tôi dục thêm mấy miếng heo mới ướp nữa nè. Ướp mấy miếng heo dục lên. Trời ơi, kiểu này mà ăn nhậu xong lát thì về stream gì nổi, trời xỉn mẹ luôn. Mặc dù trời hôm nay không được đẹp lắm nên nó hơi âm u. Bây giờ là 7 giờ, hơn 7 giờ tối rồi đó anh em ạ. 8 giờ tối chứ ta. Bây giờ 8 giờ tối rồi đó. Mà nó còn sáng như vậy nè. Bình thường mà trời nắng á, là nó có nắng luôn á anh em. Đó. Ý là trời nắng á, là tất nhiên phải có nắng rồi, nhưng mà 8 giờ tối nó vẫn còn nắng, hiểu không? Thì đâu đó nó khoảng chừng 8 giờ gần 9 giờ nó bắt đầu trời mới tối xuống. Đó. Ôi ôi. Cá này nướng xong rồi lật lại. Này nãy tôi lấy này tôi chà để lấy dầu á cho nó đừng có dính á, cho nên giờ nó tại bày rồi. Mỗi lần mà tôi nướng mấy hay là tôi làm mấy cái bộ môn mà liên quan tới cá hồi sau mình này, tôi cũng nhớ tới một người anh em, mà anh em biết tôi nhớ tới ai không? Người đó thích ăn cá lắm anh em. À da. Cụ lẳng nè, lát hồi mình nướng xong cho ù nó ngon. Ok, thôi bây giờ chờ nướng xong là ăn nha anh em. 2 hours later. Ôi cái điệp mà hồi nãy tôi tưởng là mưa bình thường thôi mấy ông à, mà ai ngờ mưa đá cục nào cục nấy, còn bự hơn cục bụng của tôi, nó vãi cực cực thiệt. Tôi lụm cục cho mấy ông coi. Ai da. Đây nè. Ôi cục nào cục nấy nó bự như vậy nè. Ra ngoài là lỗ đầu luôn á. Man, không biết làm sao cho mấy ông coi được đây, nhưng mà nè. Đó, thấy dưới đất không? Cái điệp. Ai da. Ủa nào giang hồ nè, bước ra đi. Ui thôi nướng xúc xích tiếp. Ua trời quá đất. Lại còn mưa đá nữa cơ đấy. Thuốc xích đít là cái thuốc xích đít. Ui bây giờ mà ra ngoài đó là lỗ đầu luôn á. Ý dạ, anh thiệt sợ quá đi. Anh trốn vô nhà nhậu tới mấy nay à. Cùng mẹ anh đi. Stream nha. Nhớ coi, nhớ like, nhớ sub. Để còn tăng tương tác các kiểu. Như chưa? Không thôi là giận. Biết chưa?